Còn về tình hình thời tiết thì từ chiều tối nay Bắc Bộ và Trung Bộ thì sẽ bước vào đợt mưa dông mới, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị. Từ chiều tối nay đến ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa dông, lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi mưa to với lượng trên 80 mm. Mưa sau chuỗi ngày nắng mạnh, nhiệt cao dễ đi kèm với những trận dông lốc dữ dội. Để phòng tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra thì ngay trong chiều nay, quý vị hãy tranh thủ chặt tỉa cành cây xung quanh nhà, gia cố chằng chống mái nhà. Khi mưa dông thì nên đóng cửa sổ, cửa ra vào, nhất là với cửa kính để tránh gió giật vỡ kính.